mỗi ngày. Đổi vị món ngon với canh cá đồng nấu khế. Chào mừng các bạn đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. À, xử lý cái phần khế của em mang tới. Cô đã gọt họ bỏ hết cái rìa này rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cắt lá. Nó dày khoảng chừng 5 ly như thế này. Sử dụng khế chua nha. Thì nó mới ngon. Ớt hiểm mình có thể sử dụng 2 hoặc là 3 trái ớt hiểm. Mình sẽ đập dập thôi. Tiếp theo là sả. Mình đập dập, cắt khúc. Cà chua, cô sẽ cắt muối cao, rau răm, húng quế, cô sẽ cắt rối thôi. Tiếp theo cá, chúng ta sẽ đánh sạch hết cái phần vảy ở trên mình cá. Ở bên trong cái phần này thì nó có một cục máu nhỏ nhỏ mà người ta hay gọi là máu tanh. Làm sạch, móc bỏ cái cục máu ở chỗ đó ra. Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ khứa nhẹ lên mình cá để gia vị dễ thấm vào cá. Cô sẽ cắt cá làm đôi. Cô sẽ cho vào đây là nửa muỗng cà phê bột nghệ, một muỗng canh nước mắm và một muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto. Trộn đều cái hỗn hợp này cho vào đây. Trộn đều cái phần cá với lại hỗn hợp gia vị và để chừng 10 phút. Đặt một cái nồi lên trên bếp này. Cô sẽ cho vào đây khoảng chừng 2 muỗng canh dầu ăn. Cho sả cắt khúc và hành tím củ vào đây. Mình phi lên để cho thơm ha. Cho nguyên cái phần cá đã ướp vào. Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ xóc cá với hành và sả phi để thấm vị và không bị tanh nhé. Bây giờ thì cô sẽ vớt cá ra, nhỏ lửa nhất cho cô đi nè. Sau khi mà vớt cá ra rồi, bây giờ cô sẽ cho cà chua đã cắt muối cao vào đây. Mình cho vào đây nửa muỗng chanh, ớt bột vẩy. Rồi bây giờ em giúp cô, mình sẽ cho 1,5 lít nước nóng vào đây. Rồi hai cô ta thấy không, khi mà mình cho ớt bột và nghệ vô thì món ăn rất là đặc biệt. Dạ đúng rồi, cái mùi rất là thơm luôn á. Rồi các bạn lưu ý là chúng ta sẽ cho bột nghệ và ớt vẩy vào món canh để tạo cho món ăn có hương vị đặc trưng và hấp dẫn nhé. Nước sôi lại rồi, cô sẽ cho vào đây là cái phần khế nè và ớt đã đập dập luôn. Rồi bây giờ nước sôi trở lại rồi đó, cô cho cá trở vào. Chúng ta sẽ nêm 1 muỗng canh đường, nửa muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh hạt nêm Aji ngon heo. Cá chín thì mình sẽ cho vào đây 1 muỗng canh nước mắm. Có thể tắt lửa rồi đó. Bây giờ rau nêm mình sẽ cho vô. Cô sẽ múc canh ra tô. Nghi ngút khói, nhìn rất là ngon mắt luôn. Một miếng ớt và một đọt rau húng quế. Và như vậy là mình đã nấu xong cái món canh rất là dân dã đồng quê. Tô canh thơm nồng nàn mùi cá, thoảng thơm mùi lá quế. Nước canh vàng nhạt, chua nhẹ nhàng vị khế. Thịt cá thì ngọt thanh, cay cay, xen lẫn mùi sả. Dùng với mâm cơm ngày hè là dịu ngay cơn nóng.